Xin chào quý vị và các bạn đang theo dõi video clip của Hùng Huyền Đông Anh. Ở video này, Hùng Huyền Đông Anh xin giới thiệu đến quý vị và các bạn một bộ âm thanh vừa có thể nghe nhạc và vừa có thể hát karaoke gia đình rất là hay. Đây là những sản phẩm cao cấp của hãng Paramax. Vâng, bộ sản phẩm ở đây Hùng Huyền Đông Anh đang phối ghép cặp loa D88 Limit với một chiếc âm ly cao cấp của hãng, đó là chiếc âm ly 3 số 9 AIR Max Limit và một bộ mic không dây có tích hợp một bộ cốc sạc, pin sạc rất là thuận tiện. Đây là một bộ âm thanh có hình thức rất là đẹp. Loa là loa đứng có chiều cao trên 1m10 và vỏ thùng của loa đang có hai màu, một là màu gỗ táo đỏ, hai là màu gỗ ốc chó. Tôi xin giới thiệu thêm rằng những sản phẩm của Paramax đều là những sản phẩm cao cấp. Nó được thiết kế từ những kỹ sư có trình độ và tay nghề cao. Họ luôn đưa ra những sản phẩm cho thị trường, những sản phẩm chất lượng, đẹp và độ bền cao, ổn định. Như cặp loa Paramax D88 Limit này được bảo hành 5 năm trên thị trường và âm ly được bảo hành 3 năm, micro được bảo hành 2 năm. Nếu như quý vị và các bạn đang cần tìm một cặp loa đứng đẹp để trưng bày, để thưởng thức âm nhạc, để hát karaoke thì cặp loa này, model này sẽ đáp ứng được 3 yêu cầu của quý vị và các bạn. Nghe hay, bày đẹp và hát karaoke hay. D88 Limit được thiết kế 3 đường tiếng gồm một loa bass 30 nằm bên sườn các bác nhé. Hai loa chung ở mặt trước. Vâng, gân cao su mềm mại, rất đẹp. Và một loa chép đôm tép lụa, vâng, tép lụa rất đẹp. Còn âm ly thì nó có công suất lên đến 700W, cũng tích hợp các đường vào rất thuận tiện như đường AV, đường Bluetooth và đặc biệt nó có tích hợp đường giải mã. Các bác có thể sử dụng tín hiệu từ những thiết bị mạng, từ TV, từ máy tính qua đường optical để giải mã qua đây. Các bác có thể nghe ngay, không cần phải qua bộ chuyển đổi. Và micro đây như tôi đã giới thiệu, nó tích hợp bộ cốc sạc. Nếu như quý vị và các bạn sử dụng hết pin thì các bác lại cắm sạc qua đây thì nó sẽ tự động sạc. Các bác không mất tiền mua pin hàng ngày, không xả rác ra môi trường. Một bộ mic rất là đẹp và đồng bộ với âm ly, đều là mặt piano bóng soi gương được. Và tôi xin giới thiệu mức giá của từng sản phẩm để các bác tham khảo và lựa chọn. Như cặp loa Paramax D88 Limited đang được bán tại Hùng Huyền Đông Anh với giá là 13.500.000 đồng. Một âm ly đây. Âm ly 3 số 9 AIR Max Limit là 8.900.000 và bộ mic không dây là 5.500.000 đồng. Nếu như quý vị và các bạn đang cần tìm một bộ âm thanh nghe hay bày đẹp như bộ âm thanh này thì xin mời các bác có thể đến xem hàng trực tiếp tại trung tâm Hùng Huyền Đông Anh ở địa chỉ số 10-12 ngõ 24 đường Cao Lỗ, thị trấn Đông Anh, Hà Nội, đối diện với Bưu điện huyện Đông Anh. Điện thoại 0984-285-477. Ngoài bộ âm thanh này thì Hùng Huyền Đông Anh còn rất nhiều những sản phẩm khác của hãng Paramax, những dòng loa cây, loa nằm, loa lửng. Vâng, rất nhiều những mẫu khác để các bác có thể tham khảo và lựa chọn. Rất mong quý vị và các bạn bớt thời gian đến với trung tâm Hùng Huyền Đông Anh để thỏa mãn nhu cầu âm nhạc của mình. Xin cảm ơn, xin chào và hẹn gặp lại.